Xin kính chào quý khán giả, chào mừng quý khán giả quay trở lại kênh bản tin Radio Online ngày hôm nay Hãy subscribe kênh bản tin Radio Online để đón nhận những tin tức mới nhất Và sau đây xin mời quý khán giả lắng nghe bản tin tiếp theo của kênh bản tin Radio Online Có khi nào Jack Long nên cảm ơn Mạnh Quỳnh vì có được Tuyết Nhung? Kính thưa quý khán giả, đến thời điểm hiện tại thì ai cũng biết rằng Jack Long và Tuyết Nhung đang là một cặp vô cùng hòa hợp với nhau và xinh đẹp và trong câu chuyện này, không ít khán giả cũng như phần hâm mộ đã nhắn nhủ đến Dích Long rằng Dích Long nên cảm ơn Mạnh Quỳnh vì có được Tuyết Nhung. Vậy ngọn nguồn câu chuyện ra sao? À, có lẽ ai cũng biết thì trong câu chuyện này, Dích Long và Tuyết Nhung đến với nhau là hoàn toàn tự nhiên. Dích Long cũng chỉ mới thành công trên con đường sự nghiệp âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Và bất ngờ Tuyết Nhung đã chia sẻ thông tin về việc cô sẽ song ca cùng với Jack Long trong một mini show sắp tới đây thực sự đã khiến khán giả cũng như fan hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng và bất ngờ. Tuy nhiên thì bên cạnh đó ai cũng mừng và chúc cho cặp đôi luôn thành công cho con đường sự nghiệp âm nhạc. Vậy lý do vì đâu mà khán giả lại nói Jack Long nên cảm ơn mạnh Quỳnh vì có được Tuyết Nhung À, câu chuyện à, có lẽ quay về à, những tháng năm trước thì à, sau khi cố ca sĩ phi nhung qua đời à, có thể thấy rằng mạnh quỳnh à, đã không thể song ca được với bất kỳ nữ ca sĩ nào mà khán giả yêu cầu mạnh quỳnh à, chỉ có thể hát đơn ca mà không được song ca với nữ ca sĩ nào khác bởi phi nhung ra đi quá đột ngột đây là nỗi đau không thể ngồi ngoài đối với khán giả cũng như fan hâm mộ và à, khi mạnh quỳnh À, biểu diễn trên sân khấu thì dường như khán giả cũng như phần âm mộ qua đỗi quen thuộc à, với giọng hát của mạnh quỳnh à, cùng với phi nhung nên khi mạnh quỳnh song ca với nữ ca sĩ khác thì dường như khán giả à, cảm thấy không thuyết phục và không thể nào chấp nhận được à, đây cũng chính là lý do mà mạnh quỳnh đã à, giúp kinh nghiệm cũng như chia sẻ lại với con nuôi cũng như à, học trò của mình là không nên à, chỉ có một bạn diễn mà nên có hai hay nhiều hơn và đây cũng chính là lý do mà à, có lẽ Tuyết Nhung cũng như Trường Sang đã tập thay đổi. À, thế nhưng vào thời điểm Trường Sang tập thay đổi, à, thay đổi bản diễn thì à, đã bị khán giả cũng như fan hâm mộ thay đổi à, lên án kịch liệt, chiếc thay đổi không thể chấp nhận được, đó là thay đổi Tuyết Nhung bằng ánh bùi vào thời điểm trước và ngay cả bản thân mạnh quỳnh cũng vậy sau khi chọn xong ca với học trò hay bất kỳ nữ ca sĩ nào thì thực sự khán giả vẫn chưa thể chấp nhận được và như chúng ta đã biết khán giả chính là những vị giám khảo công tâm nhất cũng như ủng hộ ca nghệ sĩ nhiều nhất nên việc ca nghệ sĩ không lắng nghe những lời khuyên của khán giả cũng như phần mộ thì dường như đang Tự chuốc vạ vào thân Tuy nhiên thì uh, trong câu chuyện này Cũng phải cảm ơn Mạnh Quỳnh Cảm ơn vì uh, anh đã có lời khuyên Vô cùng uh, tốt đẹp và hữu ích Cho học trò và con nuôi Cũng chính vì lời khuyên của Mạnh Quỳnh Nên uh, các con nuôi đã mạnh dạn uh, Thay đổi uh, Trong cách uh, biểu diễn của mình Khi chọn bản diễn mới Và vô tình thì đã gặp được uh, Jack Long Ngày hôm nay